Vai Trái Có Cậu, Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa trở lại. Tình như phim Hàn khiến fan hoảng thật sự. Dù các bộ phim đam mỹ hoa ngữ bị đồn đoán sẽ không thể lên sóng trong thời gian dài, đoàn làm phim Vai Trái Có Cậu dường như không có dấu hiệu dừng lại với sự xuất hiện của loạt ảnh hậu trường. Dù chỉ là những tấm hình không chính thức, nhan sắc và thần thái của cặp đôi diễn viên chính Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ vẫn nổi bần bật, khiến người xem càng hóng thành phẩm chính thức. Một đoạn phim khác từ hậu trường Vai Trái Có Cậu cũng ghi lại được phân cảnh Vương An Vũ chở Phạm Thừa Thừa trên chiếc xe nhỏ tí hi, trong bản gốc được gọi là màn thầu nhỏ. Nhờ chi tiết này, nhà sản xuất của bộ phim cũng được rất nhiều người hâm mộ khen ngợi vì giữ đúng tinh thần và tôn trọng nguyên tắc. Cư dân mạng vô cùng phấn khích trước nhan sắc và độ dễ thương của Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa tại phim trường. Phim này chiếu vào mùa đông năm nay thì tuyệt nhỉ, nhìn ảnh rất đáng mong đợi. Coi thì thấy ảnh nào cũng như chụp poster ý, tính ra mấy tấm ảnh này cũng góp phần khiến phim hot lên đáng kể luôn ấy. Phim này mà ra mùa đông là tuyệt cú mèo, có ai như mình thấy Thừa Thừa với An Vũ như Cố Phi với Tưởng Thừa bước ra từ trong chuyện không? Ôi mình chờ xem chiếc màn thầu này lâu lắm rồi, đúng như mình tưởng tượng luôn, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Hóng từng ngày luôn á. Trước đó vào thời điểm cuối năm ngoái, phim Vai Trái Có Cậu từng lần lượt tung ra loạt hình ảnh hậu trường vô cùng nháng nhít và ngọt ngào của cặp nam chính Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa. Có lẽ là Thừa biết Giáng sinh sắp đến nên ekip cố tình mớm thính cho hội hủ nữ để đỡ nhớ nhung đôi Mỹ Nam. Thế nhưng không chỉ tình tứ bình thường mà cặp Vai Trái Có Cậu còn vật nhau ra nền tuyết trắng xóa với nhiều tư thế ám muội không thôi. Không ngần ngại trốn đông người, Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa đã choàng vai bá cổ nhau, thậm chí vật nhau xuống với vẻ mặt thích thú. Nhiều khả năng đây là một cảnh trong Vai Trái Có Cậu, song sẽ càng tuyệt hơn nếu nó là chút giây phút đùa vui ở hậu trường đúng không? Tuy nhiên, nhiều động tác vô cùng thân mật, lại còn hớ hênh khiến fan vô cùng phấn khích. Hiệu ứng cặp đôi của Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa chưa bao giờ làm khán giả thất vọng, không cần phải phản ứng mãnh liệt. Ấy vậy mà cặp đam mỹ Vai Trái Có Cậu vẫn khiến tim fan đập đùng đùng hết lần này đến lần khác vì quá đáng yêu, vừa có vitamin trai đẹp, vừa bị tấn công dồn dập bởi che mít chi đỉnh cao. Không gì là khó hiểu khi nhiều fan mong mỏi Vai Trái Có Cậu mau chiếu cho rồi, càng chờ chỉ cần thêm nóng lòng mà thôi. Đây có lẽ là một trong những phút giây vui vẻ, tươi sáng của Cố Phi do Vương An Vũ đóng và Tưởng Thừa do Phạm Thừa Thừa đóng trong Vai Trái Có Cậu. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tác giả của Vu Chết kể về hai số phận tuổi trẻ khá bế tắc bỗng gặp gỡ và yêu nhau. Một bên là thiếu gia hôm qua, kẻ bần hôm nay. Tưởng Thừa phải đến vùng mới để sống cùng cha ruột thất lạc nhiều năm, để rồi động độ Cố Phi đào hoa, mê trai nhưng vô cùng yêu gia đình. Họ đã dùng chút hơi ấm nhỏ nhoi để sưởi ấm cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi biến cố. Vai Trái Có Cậu hiện chưa có lịch ra mắt chính thức,